Lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Cà Mau và Đại hội lần thứ 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028, kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2023. Sáng ngày 3 tháng 6, Báo Cà Mau Khối trưởng Khối thi đua 6 tổ chức hội thao trong toàn khối. Tham gia hội thao có hơn 100 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đến từ 6 đơn vị, gồm Báo Cà Mau, Đài phát thanh truyền hình Cà Mau, Trường Chính trị tỉnh, Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau, Trường Cao đẳng Nghề Việt Nam Hàn Quốc Cà Mau và Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau. Sau một buổi thi đấu sôi nổi với tinh thần đoàn kết, học hỏi lẫn nhau của các vận động viên, tranh tài ở các trò chơi dân gian kết hợp thể thao vận động. Kết quả, ban tổ chức đã trao giải nhất môn bóng đá nghệ thuật và ném bóng vào sọt cho đội Trường Cao đẳng Việt Hàn Cà Mau. Giải nhất môn xe đạp chậm và nhặt bóng bằng dây thuộc về Báo Cà Mau, môn thi nhảy bao bố tiếp sức giải nhất thuộc về Đài phát thanh truyền hình Cà Mau.